nguyên phó thủ tướng chính phủ trịnh đình dũng và đương kim ủy viên bộ chính trị trưởng ban kinh tế trung ương trần tuấn anh đã vi phạm những gì mà ủy ban kiểm tra trung ương xác định phải xem xét xử lý kỷ luật chúng ta cùng xem lại sự nghiệp chính trị ấn tượng của hai vị lãnh đạo cao cấp này trưởng ban kinh tế trung ương trần tuấn anh nguyên phó thủ tướng chính phủ trịnh đình dũng và hàng loạt cán bộ cấp cao bị xác định trách nhiệm trong các vi phạm liên quan điện gió cung ứng xăng dầu Tại kỳ họp thứ 34 từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 12, Ủy ban kiểm tra Trung ương đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ban cán sự Đảng Bộ Công Thương. Cơ quan kiểm tra Trung ương nhận thấy ban cán sự Đảng Bộ Công Thương đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để Bộ Công Thương và nhiều tổ chức cá nhân vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước các vi phạm xảy ra trong công tác tham mưu ban hành cơ chế phát triển điện mặt trời điện gió thực hiện quy hoạch điện bảy điều chỉnh tham mưu ban hành cơ chế kinh doanh điều hành nguồn cung ứng cấp phép kinh doanh xăng dầu quản lý và sử dụng quỹ bình ổn giá lập thẩm định phê duyệt tổ chức đấu thầu thực hiện các dự án gói thầu do công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic thực hiện nhiều cán bộ đảng viên bị kỷ luật xử lý hình sự trách nhiệm đối với những vi phạm khuyết điểm nêu trên thuộc về ban cán sự đảng Bộ Công Thương các nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026, ban thường vụ Đảng ủy Bộ, Đảng ủy các cục, vụ liên quan và một số cán bộ, đó là ông Trần Tuấn Anh, ủy viên Bộ Chính trị, trưởng Ban Kinh tế Trung ương, nguyên bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương. Ông Đỗ Thắng Hải, ủy viên Ban Cán sự Đảng Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương. Hàng loạt cán bộ thuộc Bộ Công Thương cùng chịu trách nhiệm là ông bà Nguyễn Anh Tuấn, vụ trưởng tổ chức cán bộ, Trần Hữu Linh, Tổng cục trưởng quản lý thị trường, Hoàng Tiến Dũng, cục trưởng điện lực và năng lượng tái tạo, Trần Duy Đông, cục trưởng xuất nhập khẩu, Phương Hoàng Kim Vụ trưởng Tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững, Đặng Huy Cường, thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam, nguyên Tổng cục trưởng Năng lượng, Lý Quốc Hùng, vụ trưởng Khoa học và Công nghệ, Võ Văn Quyền, nguyên vụ trưởng thị trường trong nước. Liên quan đến những vi phạm nêu trên còn có trách nhiệm của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 và một số cá nhân gồm ông trịnh đình dũng nguyên ủy viên trung ương đảng ủy viên ban cán sự đảng phó thủ tướng mai tiến dũng nguyên ủy viên trung ương đảng bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ dương quang thành nguyên bí thư đảng ủy chủ tịch hội đồng thành viên tập đoàn điện lực việt nam trần đình nhân nguyên tổng giám đốc tập đoàn điện lực việt nam nguyễn danh sơn giám đốc công ty mua bán điện những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, khó khắc phục, nguy cơ thiệt hại rất lớn tiền, tài sản của nhà nước, lãng phí nguồn lực xã hội, dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và cơ quan quản lý nhà nước đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật. Thông cáo của Ủy ban kiểm tra Trung ương phát chiều ngày 20 tháng 12 nêu: Cơ quan kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương và cấp ủy tổ chức đảng ở một số bộ ngành địa phương, đơn vị liên quan phối hợp chỉ đạo kiểm điểm, xem xét trách nhiệm, xử lý kỷ luật các tổ chức đảng và đảng viên có vi phạm, báo cáo kết quả về ủy ban kiểm tra trung ương. Ủy ban kiểm tra trung ương cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo, kiểm tra, xem xét, xử lý các tổ chức đảng, đảng viên tại các địa phương, đơn vị có liên quan trong thực hiện các dự án năng lượng tái tạo. Sự nghiệp ấn tượng của trưởng ban kinh tế trung ương Trần Tuấn Anh Ngày sinh mùng 6 tháng 4 năm 1964, ngày vào đảng 29 tháng 11 năm 1996, quê quán xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, trưởng Ban Kinh tế Trung ương khóa 13, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, 13, Bộ trưởng Bộ Công Thương, đại biểu Quốc hội khóa 14, trình độ lý luận chính trị cao cấp, trình độ chuyên môn, tiến sĩ kinh tế, cử nhân ngoại giao quá trình công tác từ tháng 1 năm 1988 đến tháng 4 năm 1994 là chuyên viên phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam. Từ tháng 4 năm 1994 đến tháng 6 năm 1999 là chuyên viên vụ kinh tế đối ngoại, bộ kế hoạch và đầu tư. Từ tháng 6 năm 1999 đến tháng 6 năm 2000 là phó viện trưởng viện nghiên cứu chiến lược và chính sách công nghiệp, bộ công nghiệp. Từ tháng 6 năm 2000 đến tháng 5 năm 2008 là phó vụ trưởng rồi quyền vụ trưởng, sau đó làm vụ trưởng vụ tổng hợp kinh tế, giám đốc quỹ ngoại giao phục vụ kinh tế, Bộ Ngoại giao, Tổng lãnh sự Việt Nam tại San Francisco, Mỹ. Từ tháng 5 năm 2008 đến tháng 8 năm 2010 là thành ủy viên, rồi ủy viên ban thường vụ thành ủy, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. Từ tháng 8 năm 2010 đến tháng 1 năm 2016 là ủy viên ban cán sự Đảng, bí thư Đảng ủy bộ thứ trưởng Bộ Công Thương, kiêm phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, đồng chí được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng. Từ tháng 1 năm 2016 đến tháng 4 năm 2016 là ủy viên Trung ương Đảng, ủy viên Ban cán sự Đảng, bí thư Đảng ủy Bộ, thứ trưởng Bộ Công Thương, kiêm phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Ngày 9 tháng 4 năm 2016 tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 13 được Quốc hội phê chuẩn, Chủ tịch nước bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Công Thương. Ngày 28 tháng 7 năm 2016, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 14, được Quốc hội phê chuẩn, Chủ tịch nước bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bí thư Ban Cán sự Đảng. Ngày 30 tháng 1 năm 2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, nhiệm kỳ 2021-2026. Ngày 31 tháng 1 năm 2021 Tại hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 được bầu vào Bộ Chính trị khóa 13 nhiệm kỳ 2021-2026. Tháng 2 năm 2021, Bộ Chính trị có quyết định phân công ông Trần Tuấn Anh làm trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Trên đây là sự nghiệp ấn tượng về Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh. Sau đây mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi tiểu sử ấn tượng Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng. Ngày sinh 25 tháng 8 năm 1956, quê quán Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội. Ngày vào Đảng mùng 7 tháng 8 năm 1984. Ngày chính thức mùng 7 tháng 8 năm 1985. Học vị: Thạc sĩ kinh tế, lý luận chính trị cao cấp. Ủy viên Trung ương Đảng khóa 10, 11, 12. Đại biểu Quốc hội khóa 11, 12. Tóm tắt quá trình công tác từ năm 1973 đến tháng 10 năm 1978 là sinh viên trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Tháng 11 năm 1978 đến năm 1987 là cán bộ, tổ phó, tổ trưởng bộ môn thiết kế, xưởng phó, xưởng trưởng, xưởng thiết kế công trình, xí nghiệp khảo sát thiết kế xây dựng, bí thư chi bộ xí nghiệp, phó bí thư chi đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh xí nghiệp, ủy viên ban chấp hành đoàn sở xây dựng, ủy viên ban chấp hành công đoàn xây dựng Vĩnh Phú. Từ năm 1988 đến năm 1992 là phó trưởng phòng, trưởng phòng tổ chức Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phú. Từ tháng 10 năm 1992 đến tháng 12 năm 1996 là phó giáo đốc Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phú, Đảng ủy viên Đảng bộ Sở Xây dựng, Ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn Lao động, Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Vĩnh Phú. Từ năm 1993 đến năm 1995 học cử nhân chính trị tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Từ tháng 1 năm 1997 đến tháng 12 năm 1999 là tỉnh ủy viên, bí thư ban cán sự đảng, giám đốc sở xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc, chủ tịch hội kiến trúc sư tỉnh Vĩnh Phúc. Từ năm 1997 đến năm 2000, học lớp cao học quản lý kinh tế tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Từ tháng 12 năm 1999 đến tháng 9 năm 2001 là tỉnh ủy viên, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, phó bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc từ tháng 5 năm 2001 Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư tỉnh Vĩnh Phúc. Từ tháng 10 năm 2001 đến tháng 6 năm 2004 là Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, đại biểu Quốc hội khóa 11. Từ tháng 7 năm 2004 đến tháng 10 năm 2005 là Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2001-2005, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, đại biểu Quốc hội khóa 11, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 11 tỉnh Vĩnh Phúc. Từ tháng 10 năm 2005 đến tháng 5 năm 2010, ông là Bí thư tỉnh ủy nhiệm kỳ 2005 đến năm 2010, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, đại biểu Quốc hội khóa 12, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 12 tỉnh Vĩnh Phúc. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 10 của Đảng, được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng. Từ tháng 5 năm 2010 đến tháng 7 năm 2011, ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 10, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Đảng, tiếp tục được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng. Từ tháng 8 năm 2011 đến tháng 4 năm 2016, ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, ông tiếp tục được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng. Từ tháng 4 năm 2016, ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ. Trên đây là bài viết về tiểu sử và những sai phạm của đương kim ủy viên bộ chính trị trưởng ban kinh tế trung ương trần tuấn anh và nguyên phó thủ tướng chính phủ trịnh đình dũng xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video các bạn đừng quên bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video mới chúc các bạn vui vẻ